hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là bên đây thì hôm nay là cái phiên đầu tuần thì các bạn và anh chị thấy là thị trường chúng ta dù là có một cái phiên gọi là tăng mạnh ngay đầu phiên đó. nhưng sau đó thì uh, thị trường chúng ta có những cái sự rung lắc từ phiên sáng đúng không từ phiên sáng và tới phiên chiều thì cũng có những cái sự rung lắc và gần như là nếu mà đóng cửa như thế này thì mình nghĩ là uh, cũng là một cái đóng cửa cũng uh, gần như là thấp nhất phiên trong uh, cái phiên đầu tuần rồi thì chúng ta cũng sẽ có những cái góc nhìn về toàn cảnh và thị trường trong cái bối cảnh mà thị trường đang rung lắc và mình nghĩ là mọi người cũng đang lo ngại lắm đúng không, Đó, cũng đang lo ngại thị trường với những cái sự mà bất thường như thế này thì mọi người cũng đang lo ngại nhưng mình nghĩ là chúng ta phân tích xong thì mình nghĩ là cũng sẽ bớt lo hơn À, và đặc biệt hơn thì mọi người sẽ thấy là ngày hôm nay thì cái thanh khoản của thị trường của chúng ta rất là tích cực đúng không? À, đạt ở cái mức là 27.679 tỷ thì mình đánh giá đây là một cái phiên có thanh khoản khá là tốt. À, về tỷ đô rồi, quay lại tỷ đô đúng không? Và có 264 mã tăng và 174 mã giảm và 69 mã đứng giá thì như vậy các bạn thấy là thị trường chúng ta vẫn có một cái trạng thái gọi là phân hóa. Đúng không? Nhìn là phân hóa. Và nước ngoài vẫn là một cái phiên tiếp tục là bán rồng mình thấy là tương đối khá là mạnh ha 821 tỷ à, như vậy là quá mạnh luôn à, Nước tự doanh thì chưa thấy Rồi chúng ta thấy là các cổ phiếu mà có tác động tích cực thì mình thấy là có BCM Thì uh, BCM có một cái thông tin là nhà nước thoái vốn ở đâu đó khoảng 30% thì cho nên là ngày hôm nay thì tác động của BCM đó là tăng trần cho nên là tác động tích cực đến cái chỉ số trong VN50 Cũng như là đến thị trường Và đặc biệt hơn thì các bạn có chị thấy là VBank cũng là một cổ phiếu bắt đầu sắp chia cổ tức với 10% đúng không? Bằng tiền cho nên là mình thấy hôm nay cũng khá tích cực nè Hòa phát nè, HDBank nè, BID nè, MaSan, Công Thương, EB đó là các cổ phiếu tích cực trong ngày hôm nay Rồi như FPT, VinHome ở chiều ngược lại ha Vietjet, Vinamilk, DGC, Vit, và VRE Đó là đa phần là các cổ phiếu mà mang tới cái chiều hướng tích cực, ä, tiêu cực một tí Và các nhóm ngành mà các bạn và chị vẫn thường xuyên thấy Đó là gì? Nhóm chứng khoán, nhóm ngân hàng, nhóm bất động sản Đó là những cái nhóm mà vẫn có giao dịch khá là tốt và trong những cái thời gian gần đây các bạn thấy là có thêm nhóm thép và nhóm thực phẩm và đồ uống, đồ uống. Và đặc biệt ngày hôm nay mình thấy là cái nhóm bảo hiểm thì cũng hồi phục rất là mạnh ha. Thì như vậy thì các bạn có chị thấy một cái đặc tính của thị trường là thị trường đang trong giai đoạn này đó, lần lượt thì các cổ phiếu nào chưa tăng thì mình nghĩ là cũng sẽ tăng lần lượt lần lượt lần lượt rồi cũng sẽ tăng theo thị trường đúng không? Đó các bạn anh chị cứ mua và chờ đợi thì mình nắm giữ thì cũng sẽ có những cái sự lần lượt như vậy. Rồi và buổi chiều ngày hôm nay cũng có một cái thông tin là ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm chủ tịch quốc hội. Đó. Thì không biết là cái này mình không biết có tác động gì không, những chính sách gì không, mình cũng không rành về những cái thông tin chính trị này các bạn. Đúng không? Chúng ta cũng chỉ biết là có người vào nắm cái chức vụ này và có một cái điều nữa là ngày hôm nay thì các bạn thấy là thủ tướng phấn đấu giảm một đến 2% lãi suất cho vay điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm ổn định thị trường tiền tệ đó ở ngoài tệ thì các bạn anh chị thấy là gì nếu như là chúng ta hay là giảm lãi suất ở đây mà lãi suất cho vay đó thì mình nghĩ là cũng sẽ kích thích cho 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 một cái sự bơm 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 vốn ra thị trường đúng không đó mình nghĩ là khi mà bơm vốn ra thị trường như thế này thì nó cũng sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán đó mình nghĩ là đây là những cái thông tin nó tích cực ở nha các bạn mình đánh giá đây là thông tin tích cực đến đến thị trường ha mình không biết là ở đây thì à, đến cái vấn đề này là giảm phấn đấu thôi còn đến khi nào thì mình không biết rồi ở đây thì à, nhìn lại về cái vấn đề thị trường và trước khi đi phân tích về thị trường mọi người cho mình một cái like một cái xe ha thả mình một cái tim ở dưới phần bình luận thì à, giống như là mình có một cái à, phân tích với mọi người về thị trường trong cái trong 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 tuần à, mình nghĩ là đây một cái bài phân tích mình nghĩ là cho một cái tuần tuần này à, cái tuần này như thế này rồi ở đây mình nghĩ là đã có một cái chỉ số mà mình nói các bạn với chị lần trước đúng không? À, trong cái tuần trước thì khi mà hồi phục đóng cửa trên 1 000 1 24 thì mình nghĩ là tích cực à, tầm thứ tư và cái cơ hội bây giờ mình nghĩ là đang là một cái vùng cận đỉnh đúng không? Một đỉnh 1282 đến 1294. Cho nên là sáng ra mọi người sẽ thấy là mở cửa của thị trường cao nhất là đỡ 1 mươi Thì nó nằm trong cái vùng mà cận đỉnh của thị trường Cho nên là về đây các bạn và anh chị cũng thấy một cái nữa là gì Cái hưng phấn, cái chỉ số hưng phấn của thị trường nó cũng đang ở mức cao Rồi, một cái hưng phấn nó cũng đang mức cao Cho nên là các bạn và anh chị thấy là gì à, Rung lắc đầu tuần thì có khả năng xảy ra nhưng mà mình nghĩ là rung lắc thì nó có xảy ra nhưng mà trong thị trường chúng ta là mở gáp tăng ha mình nghĩ là thị trường mở gáp tăng nhưng sau đó nó cũng bị điều chỉnh và rung lắc các bạn thấy là cũng ảnh hưởng rung lắc đúng không ảnh hưởng rung lắc à, và một cái nữa là nhóm trụ cột ngân hàng như chứng khoán bất động sản hay đang ở cái vùng giao dịch cân bằng à, các bạn thấy là về giao dịch cân bằng thì những cái nhóm này nó cũng không có giao dịch nhiều đó, à, giao dịch ở cái mức thấp thôi cho nên là mình thấy là có những cái nhóm ngày hôm nay các bạn anh chị cũng thấy như là uh, bảo hiểm đúng không bảo hiểm thì khá tích cực và kể cả những cái dòng dịch may buổi chiều ngày hôm nay cũng khá tích cực trở lại rồi và ở khía cạnh khác thì mình nghĩ là về trong cái uh, tuần thì nó vẫn có khả năng là vượt trong tuần này mình nghĩ là trong tuần này nó vẫn có khả năng vượt thì cho nên là chúng ta phải cần xem xét cho tới thứ ba uh, thứ ba thứ tư có nghĩa là ngày mai thì mình nghĩ là nó không được mất đâu đó quanh qua cái hỗ trợ của ở vùng uh, một ngàn hai trăm sáu mươi đó mình nghĩ là thị trường nó sẽ không mất qua một có nghĩa là thị trường vẫn có thể dao động như thế này nha các bạn. Mình nghĩ là thị trường một á, là nó dao động như thế này nè thì có nghĩa là ngày mai ngày mai là cái phiên mà thị trường sẽ có một cái dao động hẹp. Mình nghĩ là thị trường sẽ có một cái dao động hẹp à, nó tích lũy và để à, rung lắc tạo ra một cái nến doji đó chúng ta cần chú ý à, ngày mai có khả năng là doji hay không đó làm tâm lý thôi. À, mình nghĩ là thị trường làm tâm lý và sau đó nó vẫn tiếp tục tăng hay không thì ở đây mình nghĩ là cần chú ý thôi à còn với xu hướng này mình nghĩ là thị trường nó vẫn chưa phải là xu hướng tăng nha trong cái xu hướng trong chung hạn nó là xu hướng tăng nhưng mà cái xu hướng hiện tại với thị trường mình nghĩ là tích lũy còn đâu đó mà các bạn thấy là cái vùng này là cái vùng hỗ trợ rất là tốt cho thị trường còn ở đây mình nghĩ là cái hỗ trợ gần đó đâu đó quanh quanh một 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 hai sáu mươi sáu mươi ha một cái vùng hỗ trợ ở đây mà nó không được mất mà nó có nghĩa là các bạn thấy là nó sẽ tích lũy đâu đó như mình chia sẻ ở đây thì sau đó nó vẫn có thể là tiếp tục đi lên rồi chúng ta cũng sẽ đánh giá về thị trường Như ngày hôm nay bạn thấy là các nhóm cổ phiếu về bảo hiểm thì tăng rất là tốt rồi Mình nghĩ là tăng rất là tốt nhưng Nó đang gọi là giao dịch Mình nghĩ là về xu hướng nha Mình nghĩ là xu hướng của các nhóm này nó cũng không phải là xu hướng tăng Nó chỉ là hồi phục thôi các chị bạn Mình nghĩ là hồi phục thôi Và nó rơi là rơi vào cái trạng thái ở cái vùng cân bằng Thì cho nên mình đánh giá ở không cao Đối với bảo hiểm này mình đánh giá không cao Thì không? Mình không đánh giá cao về bảo hiểm nha các chị bạn À, chỉ có về mít thì nó nằm ở xu hướng tăng thôi à, chứ còn nhưng mà đoạn này ngân hàng ấy cái đoạn này các bạn thấy là đang có một cái đoạn hưng phấn khá là cao cho nên là đối với mình thì cũng không quan tâm lắm về dòng à, bảo hiểm bảo hiểm mình nghĩ không có cái gì đặc biệt như bạn không có gì đặc biệt ha và chiều nay thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu về dịch may thì cũng tăng khá là tốt ha mình nghĩ là dịch may thì tất nhiên chúng ta cũng đã để ý nó có sống rồi thì mình chỉ có một cái là chú ý với các anh chị bạn là mong là cái cổ phiếu dòng dịch may nó test đỉnh đúng không như là TNG thì mình chú ý nhiều hơn nó test đỉnh thì chúng ta ok chúng ta mốt liền đúng không mình mà chờ nó test đỉnh được là mình mốt liền như vậy rồi nói vậy thôi chúng ta cùng nhìn qua những cái nhóm về uh, ngân hàng thì mình nghĩ là ngân hàng như mình nói các anh chị bạn đúng không thì nó đang là một cái vùng uh, cân bằng thì mình nghĩ là đây là vùng cân bằng thì cho nên là nó có thể dao động mình không biết nó dao động khúc này là lên hay xuống đúng không mình không biết là có nghĩa là nó ví dụ như nó dao động khúc này ở phía trên này thì cũng tốt thôi ở à, phía trên này thì càng tốt các chị bạn nó phía trên anh này có nghĩa là các bạn thấy là trên cái đường màu vàng này nè bây giờ nó dao động trên cái đường màu vàng này cũng tốt thôi hoặc là dưới đường màu vàng này cũng được đúng không mình là dưới đường màu vàng này cũng được nhưng bắt buộc là phải tích lũy rồi sau đó nó vượt thì lúc đó mới mới ngon thì cho nên là mình nói là ngân hàng thì đoạn này các bạn thấy là nó cũng không hưng phấn gì cả Đoạn này hưng ph... nó cũng không có vấn đề gì cả Mình nghĩ là nó chỉ rơi vào cái trạng thái tích lũy trước đó thôi Đó nó nằm trong cái vùng tích lũy thôi à, Có nghĩa là chúng ta hãy làm gì? Nó tích lũy ở một cái vùng đỉnh Tích lũy cái vùng đỉnh lịch sử của ngân hàng thôi Thì các bạn của anh chị cũng nhìn qua một số cổ phiếu về ngân hàng thôi Chúng ta đánh giá này đó, các cổ phiếu before thì mình thấy là acb cũng là một cổ phiếu mà nằm trong cái tư nhân này mình thấy là cũng khá là ok xu hướng vẫn còn đó mình nghĩ là xu hướng vẫn còn thì các bạn anh chị cũng có thể chú ý acb thấy không? acb cũng là một cổ phiếu nè rồi như là ctg này mình nghĩ là đang ở cái vùng cân bằng thôi nó giống như đồ thị luôn các bạn giống như được chỉ số ngành bid cũng vậy thôi nó giống như vậy thôi mình nghĩ là cũng không thay đổi gì các chị ạ. mình nghĩ là cứ canh chỉnh là mua và gom thôi đó mình chỉ quan tâm đến các cổ phiếu mà đang tích lũy ở cái vùng này thôi như SHB nè bạn anh chị cũng có thể chú ý nè đó mình thấy nghĩ là nó rơi vào đâu đó khoảng vùng này là cũng ok rồi test lại ở cái vùng cản cái 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 đường cản chéo này nè bạn đó, bây giờ nó vượt rồi thì nó test lại thôi mình nghĩ là bình thường ha. hôm nay các bạn thấy là VBank cũng là một cổ phiếu tốt ở trong ngành ngân hàng đó thì cũng tiếp tục đi lên đó thì cho nên mình nói là về đây thì gần như bạn thấy là cái vùng cái vùng sự dao động của VIBAN nó dao động trong cái vùng này thôi đó. mình thấy là VIBAN cũng là một cổ phiếu khá là tích cực ha mình nghĩ là khá là tích cực đó các bạn nên chú ý đúng không mình cũng chú ý cho bạn anh chị chờ mua này đó. thì đây là những cái vùng mình nghĩ là mua thôi còn với sau khi nó qua được cái vùng mua rồi bây giờ chúng ta thấy là bây giờ mình nghĩ là để mà tăng hoàn toàn bạn chỉ phải đợi nó vượt qua cái vùng 26.2 26.3 chắc cú nhất đúng không đó là những cái vùng mà chúng ta chờ đợi lúc mà nó vượt ở đây nó bất thành lúc không thành như vậy rất nhiều lần không thành ở cái vùng 26.3 này À 20.3 này đó mình nghĩ là lần này mà nó vượt qua được cái vùng 20.3 này mình nghĩ là khả năng là sẽ tăng rất mạnh trong thời gian tới của Vbank cho nên là mình nghĩ là các bạn anh chị nên chú ý vào VBank, VBank cũng là một cái cơ hội thôi Đúng không rồi thì tiếp tục thì chúng ta đi vào những cái cổ phiếu khác à, thì bạn thấy là những cái cổ phiếu bây giờ tích lũy nhiều rồi nè CTG vì nó cũng rơi vào tích lũy thôi Đó, Dòng ngân hàng gần như mình thấy là tích lũy thôi Cũng không có cái gì các chị bạn VIP cũng tích lũy ACB cũng tích lũy Nhưng mà ACB mình nghĩ là đang tích lũy trên vùng đỉnh luôn rất là mạnh mình nghĩ là ICB là cổ phiếu khá là mạnh luôn rõ ràng mạnh luôn Techcombank cũng vậy luôn à, Techcombank cũng là mạnh luôn có gì mà ha rất là mạnh LB Bank cũng mạnh nè à, một cái xu hướng vượt đỉnh à, một, một, cái cổ phiếu ngân hàng bạn thấy là nó sớm hơn cả về à, à, sớm hơn về cả chỉ số ngành luôn bạn thấy chỉ số ngành nó test bây giờ nó vẫn chưa vượt đỉnh nhưng mà cổ phiếu này bạn thấy là test xong nó chỉnh xong nó vượt đỉnh luôn sớm hơn dự kiến một 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 tháng mình thấy là ngân hàng nè đúng không rồi à, qua dòng chứng khoán ngày hôm nay các bạn thấy là như mình chia sẻ mọi người hai cái cổ phiếu là VCI và SSI thì hôm nay mình thấy là VCI và SSI cũng tăng tốt trong ở cái dòng chứng, cái dòng chứng khoán thì cụ thể như mình thấy VCI là tăng khá là tốt trong những dòng chứng khoán nè đúng không à, khá là tốt trong dòng chứng khoán nhất luôn các bạn À, thì VCI hôm nay tăng khá là tốt trong dòng chứng khoán luôn. thì cho nên mình nói là dòng chứng khoán các bạn anh chị cũng có thể chú ý. Ha? mình nghĩ là cũng có thể chú ý. Cái có nghĩa là bây giờ nó đang đi lên mà nó đang nằm một cái vùng áp lực thôi. mình nghĩ là nó cũng sẽ là 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 từ lên nó cũng sẽ lên là test là đỉnh. cho nên là dòng chứng khoán các bạn thấy là nó giống như thị trường thôi. mình nghĩ là giống như thị trường cho nên là Đó, cho nên là các bạn anh chị thấy là à, sẽ thiên về là áp lực mình nghĩ là áp lực thì cho nên là mình nghĩ là như VCI mình nói rồi thì chúng ta tìm một cái kháng cự thôi đó, tìm những cái vùng kháng cự ở đây mình nghĩ là cái áp lực đến từ những cái râu nến này nè đó những cái vùng râu nến này tầm tầm gần gần năm ba năm bốn gì đó đó là cái vùng mà mình nghĩ chốt lời thôi không? SI cũng vậy SI cũng vậy vậy đó, 3, 3, 8, 3, gì đó đó thì đó là dòng chứng khoán bất động sản nè bất động sản mình nghĩ là cũng không có gì đặc biệt các bạn thì bất động sản các bạn thấy là cũng vượt rồi nó cũng test rồi thì chúng ta à, chúng ta chú ý vào ngày mai à, dòng bất động sản như thế nào đó nếu mà ngày mai mà các bạn chỉ thấy là rung lắc rung lắc gì đó mình không biết nhưng trong cuối ngày mà đóng cửa trên ở vùng 72 trên vùng 72 này mà thôi là mình nói là dòng à, bất động sản là sẽ vẫn sẽ tiếp tục hấp dẫn mình nghĩ là cũng sẽ tiếp tục hấp dẫn đi lên như các bạn thấy là những hôm nay mình thấy là tập đoàn hòa đô cũng tăng khá là mạnh nè à, có hdc như thế nào hdc hôm nay cũng té lại nè bạn thấy là hdc cũng té lại nhưng mà hà đô thì mình thấy đánh giá khá là mạnh không các bạn thấy không? thì thị trường cũng có rất là nhiều cổ phiếu mà à, vẫn là đi đi ngược với thị trường các bạn thấy là thị trường rung lắc nhưng mà rất là nhiều cổ phiếu vẫn tăng mạnh đó đúng không chỉ có bạn thấy là cổ phiếu vinhome thôi mình chọn vinhome thì nó lại không tăng thôi rất, rất là buồn nói chung là ai nắm vinhome mình nghĩ là cũng đều buồn cái gì vậy đúng không không phải riêng mình À, phải riêng mình cho nên mình cũng đang chờ coi nó vượt qua được cái MA này không để mình gãy các bạn. Rồi. Ok thì mình nghĩ là các bạn anh chị nào là đang nắm Vinhome thì vô thả tim mình cái nha. Thả tim mình cái. Thì đó, thì ở đây các bạn thấy là những cái cổ phiếu như là hôm nay thì mình thấy là những cái cổ phiếu DIT cũng có một cái sự điều chỉnh nhẹ nè, đất xanh nè. Rồi CEO nè, đúng không? Nam Long nè đó thì các bạn thấy là các cổ phiếu thì cũng thay phiên nhau lần lượt tăng, mình nghĩ là thay phiên nhau lần lượt tăng rồi có những cái cổ phiếu nó cũng điều chỉnh và tăng nhưng mà mình nghĩ là nhìn chung tổng quan thì nó vẫn là tăng lên, á, mình nghĩ là chuỗi là tăng lên cho nên là các bạn và anh chị chú ý thôi, mình nghĩ là giai đoạn này chú ý thôi chứ không có vấn đề gì cả, đó là về ngân hàng và hôm nay thì chúng ta cũng nhìn qua một số cổ phiếu của VinaMôi hôm nay mình thấy là các cổ phiếu VinaMôi cũng tăng khá là tốt nhưng mà San đó Masan cũng tăng lên tích cực đúng không đó rồi gì nữa các chị bạn mà mình nghĩ là um, vi mình không nói rồi bcm mình không nói rồi nói chung là bcm là các cổ phiếu này mình chia sẻ mọi người mua ở đây rồi nè các chị bạn đây trong những cái room không chat thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người mua rồi bcm này đây các anh chị bạn đúng không? Đó, mình chia sẻ mọi người ngày 24 tháng 4 giá 51.5 chốt lời, à, nói chung là tới cái vùng chốt lời thứ nhất nè, à, ngày hôm nay à, cũng chờ cái chốt lời thứ hai 60 đúng không? mà nó phóng lên một cái bạn anh chị thấy không? trần luôn thì thôi ôm tiếp thôi chứ làm sao có thông tin quá tích cực từ à, từ quỹ à, vốn nhà nước đúng không? có những cái thông tin như vậy. Rồi à, thì cơ bản thì mình nghĩ là thị trường nó cũng sẽ tích lũy và đi lên Cho nên là mình nghĩ là các bạn anh chị đừng có gọi là bán tháo với cổ phiếu trong giai đoạn này Giai đoạn này nó cũng không có cái gì gọi là bán tháo cái gì vậy ha Mình nghĩ là cũng không có gì bán, mình nghĩ là kiên nhẫn nắm thôi Còn với Bình thì vẫn là thiên về canh mua Vẫn là canh mua và nắm giữ Và mục tiêu mình nghĩ là nó sẽ hướng đến vùng 1350 Đó, Cho nên mình kỳ vọng là gì? Mua và nắm giữ đó mua và nắm giữ ha các anh chị bạn ha còn các bạn anh chị nào bán mình chỉ sợ mất hàng không 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 ấy thôi à, như vậy thì tùy theo cổ phiếu ha rồi mình nghĩ là ngày hôm nay thì như vậy thôi các anh chị bạn ha mình nghĩ là các bạn mình cũng mong là các bạn của anh chị bình tĩnh để trong mọi tình huống trong mọi lúc giao dịch chúng ta thật sự thoải mái à, chứ còn với thị trường mình nghĩ là như mình có nhận định với mọi người rồi từ từ đây cho tới um, cuối uh, cuối tháng 5 này nó cũng không có gọi là sự giảm mạnh đâu mình nghĩ là rung lắc rồi nó sẽ đi lên thôi ha rồi mình chúc cho mọi người uh, bình tĩnh và cũng như là buổi tối thật nhiều vui vẻ và chúng ta chuẩn bị cho một tinh thần chiến đấu vào ngày mai rồi, à chưa kể cả dòng thép nữa nè các chị bạn ha dòng thép thì quá mạnh luôn rồi mình nghĩ là dòng thép mạnh nhất là hai cổ phiếu là vgs và hòa phát ha rồi chúng ta chỉ chờ điểm mua thôi ha mình chỉ chờ điểm mua thôi nha các chị bạn và bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp